Anh ơi, điện thoại của anh kìa. Mọi người này không biết. Điện thoại của em mà. Alo, ai đây? Có việc gì vậy? Cái gì này? Chắc là có ai phá à? Đang ngủ ngon vậy mà. Lại là số lúc nãy. Ai gọi thế không biết. Alo, ai nửa đêm gọi cái trò gì mà kỳ thế không biết. Chắc là có ai phá rồi. Để anh tắt nguồn nhá. Lại cái gì nữa không biết. Alo. Tại nhỉ. Alo. À đây. Xong rồi anh tắt nguồn rồi. Mình đi ngủ tiếp đi. Chủ tịch, sao nay anh đi sớm đấy ạ? Hôm qua hai vợ chồng tôi bị làm phiền, cả đêm không ngủ được. Cho nên sáng nay anh phải đi làm sớm. Ôi trời. Chủ tịch ơi. Này chủ tịch kinh ấy. Này chủ tịch ăn diện ấy, lại đeo cả kính râm. Bình thường chủ tịch có bao giờ thích mấy cái đồ này đâu. Ủa. Cả đêm không ngủ được tôi mới thành ra như vậy đấy. Ôi. Ui, sao lại thâm cuồng hết cả lên đi kia à? Tôi biết rồi. Vợ chồng trẻ. Đêm qua kiểu gì nhỉ? Vớ vẩn, vớ vẩn. Ăn nói linh ta anh tinh. Hôm qua là có một cái số điện thoại lạ. Nó cứ gọi cho vợ tôi để làm phiền mãi. Đến cái mức mà vợ tôi phải tắt nguồn điện thoại đi cơ mà. Và tôi cũng thế. Xong rồi lúc tắt hết nguồn rồi thì lúc sau lại không ngủ được nữa. Cho nên mới phải đi làm sớm này đấy. Cậu nhìn gì ấy? Không mau về làm việc đi, hôm nay nhiều việc lắm đấy nhá. Dạ vâng, em xin phép ra ngoài. Cho chị một cà phê đen đi, càng lắng càng tốt. Chị em một chút nhá. Cảm giác mất ngủ mà lại rất buồn ngủ, thật là khó chịu. Cảm ơn em. Sẵn tiện chị gửi tiền luôn. Chỉ là mình bị ảo giác thôi. Mình bị ảo giác. 10 giờ rồi. Thôi, mình phải về nhà nấu cơm cho anh Toàn thôi. Ở đây vừa vắng vẻ vừa lạnh lẽo. Dương, em có sao không? Có chuyện gì à? Em bị ốm sao? Anh ơi, em sợ lắm. Hình như là em bị ma ám rồi anh ạ. Nào, em đừng lo quá như vậy. Hôm nay có chuyện gì thế?
Nói cho anh biết được không? Anh à, hôm nay em đến quán cà phê mà em hay ngồi để uống gì đấy cho tỉnh táo sau chuyện đêm qua. Nhưng mà em mệt quá, em thiếp đi. Trong cơn mê man, em thấy một ma nữ tóc dài anh ạ. Sau đó em sợ quá, em chợt tỉnh dậy. Mà mặt con ma đấy trông quen lắm. Thôi nào, em đừng có lo lắng nhá. Chắc là do em cả nghĩ quá thôi. Chứ một người như em nhá, rất tốt này, trước giờ không hề làm hại ai, thì làm gì có cái chuyện đó được. Với cả em là người lương thiện, không phải gì phải sợ bị oan hồn hay là ma quỷ kia cả. Thật đấy. Ừ? Không có ma thật đấy. Anh nói thật mà, em phải tin tưởng anh chứ, đúng không? Rồi đừng lo nghĩ nhiều nữa. Thế bây giờ anh đói lắm rồi, có cơm chưa để anh ăn với? À, em quên mất, em nấu cơm rồi. Em dọn cơm sẵn rồi đấy, mình ra ăn cơm đi. Alo, ai đây? Alo. Có chuyện gì thế em? Anh ơi, em lại nhận được cuộc điện thoại giống như hôm trước ấy. Xong rồi không có ai trả lời cả, chỉ có tiếng cười ghê rợn thôi. Như là có ma đấy. Không sao đâu, em đừng lo nhá. Anh luôn ở bên cạnh em mà. Không sao đâu. Em bớt sợ chưa? Em đã sợ hơn rồi. Thôi, để cho an toàn từ nay em cứ theo sát anh nhá. Kể cả đến công ty, anh cũng sẽ đưa em theo. Nhưng mà em sợ mọi người trong công ty sẽ nói là em suốt ngày bám lấy anh. Kệ chứ, họ nói gì kệ họ. Thôi, bây giờ mình vào đi không muộn mất. Chủ tịch ạ, hôm nay chúng ta có hẹn phỏng vấn xin việc. Người đến phỏng vấn đã có mặt rồi. Cô ấy đang ở đâu rồi? Đang ở phòng khách chờ anh ạ. Đi. Chào chủ tịch, tôi là ứng cử viên, hôm nay tôi đến để xin việc ạ. Mời cô ngồi, hôm nay mình sẽ phỏng vấn ở đây nhé. Cô, có phải là hôm trước cô đã gặp tôi ở quán cà phê đúng không? Chắc là chị có nhầm lẫn thì rồi hay sao ấy. Tại vì là em là sinh viên mới ra trường, em cũng chưa đi làm ở đâu cả. Đây là đầu tiên em đến xin việc ạ. Chắc là chị nhầm rồi đấy ạ. Không thể nào nhầm được. Hay là cô có chị em song sinh gì à? Không, em không có chị em song sinh gì hết. Hay là chị gặp ma rồi cũng nên đấy. Cái gì? Ma? Làm gì có chuyện đó? Em đùa một chút thôi. Tại vì ngày hôm qua em ở trong phòng trọ suốt, em không đi đâu cả. Nên là chắc chị nhìn nhầm rồi đấy ạ. Thôi được rồi, em việc đó mình để sau đi. Bây giờ vào việc chính trước nhá. Em cứ để cho anh phỏng vấn cô ấy đã nhá. Tôi chỉ muốn hỏi cô đúng một câu thôi. Là cô vào đây làm việc với mục đích gì? Tôi muốn lấy lại cái gì thuộc về tôi. Lấy lại á? Cụ thể là lấy lại cái gì? Hồi trước lúc mà tôi còn bé, cuộc sống của tôi không hạnh phúc cho lắm. Công việc này giúp cho tôi có được nhiều thứ, không chỉ là tiền lương mà còn là chắp cánh cho ước mơ của tôi nữa. Ước mơ của tôi đã bị chôn vùi từ bé. Ok, tôi đã xem qua hồ sơ của cô trước rồi, thành tích rất tốt. Tôi chỉ thắc mắc một điều là cô bằng tuổi tôi nhưng mà lại tốt nghiệp đại học hơi muộn. Hình như là cô học muộn đúng không? Dạ vâng. Sau đó thì tôi đã quyết tâm lên thành phố học tập và sinh sống. Ừ, được rồi. Tôi thấy rất ưng ý với câu trả lời của cô. Từ ngày mai, cô có thể tới đây và bắt đầu làm việc rồi. Và thời gian đầu của cô ấy, thì anh Hải sẽ là người hướng dẫn trực tiếp cho cô. Có vấn đề gì cô cứ hỏi anh ấy nhé. Dạ vâng ạ. Cảm ơn cô đã đến đây. Em xin phép ạ. Em sao thế? Không có gì ạ. Mình vào trong kia đi em. Anh này, cái cô Linh đấy không biết từ đâu đến, lai lịch lại không rõ ràng. Anh đừng nhận cô ta vào làm bừa được không? Hồ sơ của cô ta anh đã xem qua rồi. Rất ok. Lai lịch đều rõ ràng hết mà. Với cả vừa rồi phỏng vấn ấy, anh cảm thấy rất ưng thái độ ấy của cô ta. Anh thấy có vấn đề gì đâu nhỉ? Em cứ yên tâm đi. Em không thể chịu nổi cái ánh mắt soi mói của cô ta khi mà cô ta nhìn em.
cô ta ngồi phỏng vấn mà mắt cứ liếc em liên tục ấy. Anh thấy em mới là người để ý cô ta đấy chứ. Em cứ nhìn người ta liên tục ấy. Em để ý cô ta bởi vì là rõ ràng hôm qua em đã gặp cô ta ở quán cà phê, nhưng cô ta lại bảo không phải. Có khi nào là em gặp ma thật rồi không? Không có chuyện đó đâu. Em đừng suy diễn lung tung nữa. Có khi nào là hồn ma thật không anh? Anh, hay là anh đừng nhận cô ta vào làm đi. Chắc chắn là có âm mưu gì đó. Em thấy cô ta cứ quái đản thế nào ấy. Dạo này em bị làm sao thế? Bây giờ cứ lo nghĩ linh tinh rồi cứ đổ oan cho người ta như thế à? Bây giờ anh không thể nào vì một cái câu nói phiến diện của em mà anh đuổi về người ta được. Anh tin người ngoài mà không tin em à? Em chắc chắn là cô ta có vấn đề. Em quá đáng quá rồi đấy. Anh không thể nào hiểu nổi em được nữa rồi. Có cái vấn đề gì đâu mà em cứ làm to chuyện lên như thế nhỉ? Anh mệt quá. Tại sao dạo này lại xảy ra nhiều chuyện lạ như thế? Chồng mình còn không tin lời mình nữa. Dạ, chào chủ tịch ạ. Anh đến sớm thế ạ? Cô mới là người đến sớm đấy chứ. Mà mấy công việc này của cô ấy không cần phải làm đâu. Mấy công việc này có nhân viên phục vụ lo rồi. Còn công việc của cô là phòng kinh doanh cơ mà. Em biết chứ, nhưng mà em vẫn muốn làm. Cổ nhân ngày xưa có câu, muốn làm được những điều lớn là phải đi từ những điều nhỏ nhặt nhất. Những điều này em thuộc lòng rồi anh ạ. Tốt lắm, cô sinh năng mà chịu khó như vậy thật là đáng quý đấy. Cố gắng phát huy nhé. Cảm ơn chủ tịch ạ. Cô bị làm sao đấy? Em bị bệnh thiếu canxi, chắc là nó lại tái phát anh ạ. Được rồi, cô ngồi đây nghỉ tạm một lát đi. Đã 9 giờ sáng rồi. Lâu rồi mình không ngủ nướng như vậy. Anh ấy đã bỏ rơi mình, không thèm dẫn mình đến công ty. Cho lại dẫn mình đây mà. Anh được lắm. Về nhà em sẽ cho anh biết tay. Chị Dương, hôm nay em vừa chụp được một tấm hình đặc biệt, nhưng mà em nghĩ em không nên giấu chị. Tấm hình gì? Gửi vào đây đi. Ôi trời, chuyện gì xảy ra thế này? Anh ta dám lén phim với con nhỏ đó. Chắc cũng vì nó mà anh ấy mới cãi nhau với mình. Không được, sao mình đau tim quá. Đau tim quá. Trả chồng lại cho ta. Hay mình đi về đi, em sợ lắm. Cũng chính vì em lo sợ như vậy thì anh mới đưa em đi gặp bác sĩ tâm lý mà. Không sao đâu, bây giờ mình chỉ đi khám bệnh thôi. Anh không thể nào nhìn em ở trong tình trạng thế này mãi được. Em ngoan nhé, mình chỉ khám bệnh rồi mình về thôi mà. Chủ tịch Tài, anh đi đâu thế ạ? Tôi đưa vợ tôi đi khám bệnh, còn cô? Tôi đi khám bệnh mất ngủ. Mà vợ anh bị gì thế ạ? Anh ơi, cô ta là ma đấy anh ạ. Cô ta là ma. Em cứ bình tĩnh nhá. Cô ấy là người bình thường thôi, không phải là ma đâu. Không phải đâu, anh phải tin em, cô ta là ma. Anh mau đuổi cô ta về đi. Được rồi, không có gì đâu. Bây giờ mình đi vào trong nhá. Tại sao cô lại biết nhà tôi? Tôi đến để thăm vợ anh. Sáng hôm nay vì tôi mà làm cho cô ấy kích động, nên là tôi hỏi anh Hải về địa chỉ nhà anh. Cảm ơn cô, cô chu đáo quá. Vợ tôi được bác sĩ tiêm thuốc an thần rồi, hiện tại đang nghỉ ngơi. Tôi có thể vào thăm cô ấy được không? Bây giờ thì không tiện đâu, bởi vì cô ấy đang ngủ rồi. Hơn nữa vợ tôi vẫn còn ám ảnh với cô ấy. Đúng là nhà chủ tịch có khác, vừa sang trọng lại còn đầy đủ tiện nghi. Cô ấy đúng là có phước thật đấy. Vợ tôi đã ở bên tôi
Thời khi mà tôi chưa có gì cả, hai bàn tay trắng, cho nên bây giờ có một chút thành tựu thì tôi muốn bù đắp cho cô ấy. À chết, chờ tôi một lát nhé, tôi lấy gì cho cô uống. Bảo Linh, cô đi đâu thế? À, tôi vừa đi tìm nhà vệ sinh. May quá, tôi tìm thấy rồi ạ. Mày cô ngồi đi. Mời cô. Anh Toàn, anh có đang rảnh không? Tôi muốn kể cho anh nghe về một câu chuyện. Cô cứ nói đi. Câu chuyện kể về một làng nọ, có một chàng trai và một cô gái có hôn ước với nhau. Cô gái rất là yêu chàng trai, nhưng mà mẹ cô gái lại ngăn cấm, vì nhà cô gái này càng ngày càng giàu, còn nhà chàng trai thì vẫn nghèo như vậy. Thế nên hôn ước đã bị hủy bỏ. Từ đó, chàng trai lên thành phố để lập nghiệp, còn cô gái vẫn ở vậy, từ chối tất cả những lời cầu hôn của những chàng trai khác. Sau bao nhiêu tháng ngày, bây giờ chàng trai đó đã trở thành một chủ tịch và đã có vợ. Câu chuyện này nghe hay nhỉ? Không những hay, mà câu chuyện này còn có thật nữa. Vậy sao? Em chính là người con gái trong câu chuyện đó. Còn anh cũng chính là chàng trai ấy. Anh có nhớ Bảo Linh, con gái của ông Khánh không? Sao cơ? Hóa ra cô là con gái của bác Khánh à? Bảo sao tôi thấy cô nhìn rất quen, nhưng mà bây giờ cô đã khác xưa nhiều quá. Anh Toàn, nếu như ngày đó em không bị gia đình ngăn cấm thì em nhất định sẽ không rời bỏ anh đâu. Cô làm gì đấy? Bỏ ra đi. Anh Toàn, em nhớ anh. Em thực sự rất là nhớ anh. Nếu như mà ngày đó em không bị gia đình bắt ép thì em sẽ không rời xa anh đâu. Bây giờ em hối hận lắm rồi anh Toàn ạ. Cô cứ bình tĩnh đã, có gì từ từ mình nói chuyện với nhau. Em không buông, anh không. Hai người làm gì vậy? Dương, sao em lại ra đây? Bác sĩ bảo em phải nghỉ ngơi nhiều cơ mà. Nếu như em không đột nhiên tỉnh giấc, em không tự nhiên nhìn thấy tấm vải đỏ đáng sợ ở trên đầu giường, nếu như em không chạy ra đây thì làm sao mà nhìn thấy được bộ mặt thật của hai người? Dương, em hiểu lầm rồi. Dạ, em và cô ta chẳng có gì với nhau cả. Không có gì à? Không có gì. Thế hành động vừa nãy của hai người là gì? Em cứ bình tĩnh nghe anh nói đã. Anh Dương. Anh Dương. Được rồi, bây giờ anh đi gặp bác sĩ nhá. Đáng đời mày lăn con xanh. Ai bảo mày dám cướp chồng của tao cơ? Ồ, bạn Hiền của tớ. Nay đến sớm đấy. Hôm qua ngủ ngon nên là nay có tâm trạng đến sớm thôi. Mà chủ tịch đâu rồi? Chị ơi, vừa mới đến, chưa thấy ai ở đây. À mà quên mất, vợ chủ tịch ấy, cô ta sắp không xong rồi. Cô ta mắc cái chứng bệnh hoang tưởng, lúc nào cũng nghĩ là mình bị ma ám. Hôm qua ấy, cô ta còn ngất xỉu nữa cơ. Mày, mày làm sao nhỉ? Cứ hoang 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 cái mồm người ta nghe thấy thì sao? Nói trước nha, chủ tịch cũng biết cái này là tôi mất việc đấy. Sợ cái gì? Nhát thế. Ông không nói, tôi cũng không nói thì làm sao ai biết được đúng không? Bây giờ ấy, ngay cả cái chuyện mà tôi với ông là bạn hồi bé cũng không có ai biết được. Ông kia yên tâm, sau chuyện này tôi không quên ơn của ông đâu. Này, nhưng mà tôi nói thật, sau cái lần mà bà nhờ tôi chụp ảnh gửi cho vợ chủ tịch ấy, tôi thấy cứ thế nào ấy. Bởi vì nói thật là dù sao thì phu nhân chủ tịch cũng vẫn tốt, và cô ấy cũng rất nhiều lần chiếu cố đến tôi rồi.
bây giờ tôi thấy bà làm như thế cũng hơi bị quá. Hết dọa ma người ta xong lại đặt điều cho chồng người ta ngoại tình các thứ, chia rẽ các vợ chồng người ta. Mấy chuyện thất đức như thế tôi không làm được đâu. Ý là ông bảo tôi thôi đi á? Thôi làm sao được? Đấy vốn dĩ là chồng của tôi chứ không phải chồng của cô ta. Bây giờ tôi cũng chỉ đang đòi lại những gì thuộc về tôi thôi mà. Hai người giỏi lắm. Thì ra mọi chuyện là như vậy à? Chủ tịch, sao anh lại ở đây ạ? Chuyện này kể ra thì cũng hơi phức tạp đấy. Bác sĩ, vợ tôi sao rồi ạ? Cô ấy bị tụt huyết áp, lại cộng thêm tinh thần bị chấn động cho nên mới ngất đi. Nhưng mà bây giờ cô ấy không sao rồi, anh có thể vào thăm. Dương, em làm anh lo quá, cũng may là em không sao. Anh lo cho em, hay là anh mau em chết đi để anh đến với cô ta. Kể Dương, em nói gì vậy? Giữa anh và cô ta không hề có gì với nhau cả. Đấy chỉ là hiểu lầm thôi. Vậy anh giải thích sao về chuyện hai người ôm nhau lúc chiều ở phòng khách? Thực ra cái chuyện này ấy, nó nhiều vấn đề lắm. Và bây giờ anh chưa thể nào kể hết cho em nghe được. Và cũng có một vài điều anh còn chưa hiểu lắm. Hai vợ chồng mình bị cô ta gài rồi. Anh biết là bây giờ em chưa thể nào hoàn toàn tin tưởng anh. Nhưng mà anh muốn cho em xem một bằng chứng xác thực. Để mà làm được việc này thì bây giờ chúng ta phải làm một cách. Đó là mình sẽ không về nhà nữa. Và đến thẳng phòng chủ tịch của công ty. Tại sao anh lại phải làm như thế? Anh muốn đích thân mắt thấy tai nghe xem rốt cuộc có ma quỷ gì hay không, hay là mà họ định giở trò gì. Sau khi vợ tôi khỏe lại, tôi đưa cô ấy xuất viện vào đêm hôm qua. Nhưng mà bọn tôi không về nhà mà ở lại công ty và ở trong phòng chủ tịch. Cửa vẫn khóa như bình thường. Mục đích chính của tôi ấy là muốn nghe từ miệng cô tất cả âm mưu của cô. Nhưng mà tôi không ngờ một điều rằng trong chuyện này là có sự nhúng tay của Hải đấy. 10 năm trước tôi đã để mất anh một lần rồi. 10 năm sau gặp lại trong hoàn cảnh này, tôi đã để mất anh thêm một lần nữa. Cô chưa bao giờ mất tôi cả, vì tôi chưa từng là của cô. Tôi đã có vợ rồi. Đây là người mà tôi yêu thương nhất. Còn chuyện của tôi với cô ngày xưa ấy, là có hôn nước gì đó ở quê ấy, tôi không hề liên quan. Tất cả chỉ là sự sắp đặt của bố mẹ hai bên mà thôi. Và tôi không hề yêu cô. Sau đó gia đình cô phất lên giàu có, lập tức hủy hôn ước rồi còn gì. Lại còn coi thường nhà tôi nữa. Nhưng mà cô ấy thì khác. Cô ấy vẫn yêu tôi, lúc mà tôi chỉ có hai bàn tay trắng thôi. Được thôi, đã đến nước này rồi, tôi sẽ lật bài người của các người. Đúng, ngay từ ban đầu tôi cố tình xin vào đây để làm việc. Cũng là tôi lén bỏ thuốc mê vào trong ly nước của vợ anh. Mấy cuộc gọi lúc nửa đêm cũng là do tôi gọi. Mục đích là để cho cô ta mắc chứng hoang tưởng, từ đó mà mất tự chủ. Vậy là tấm vải đỏ trên đầu giường cũng là do cô làm đúng không? Nhân lúc mà Toàn đi uống nước, tôi đã lén lút bỏ mấy miếng vải đó ở trên đầu giường. Cũng là tôi cố tình làm cho Toàn ôm tôi để cho cô nhìn thấy đấy. Cô thật ghê tởm. Thì ra ban đầu của chuyện này lại là một âm mưu ác độc như vậy. Nếu như mà cô ở trong trường hợp của tôi thì cô sẽ làm cái gì? Một người đã mất tất cả rồi, sau đó lại phát hiện chồng sắp cưới của mình đi cưới người khác. Ai có thể hiểu nỗi đau này? Tôi thấy thứ mà cô đang quan tâm ấy là cái chức chủ tịch của tôi thôi. Còn giả sử như bây giờ tôi vẫn là một thằng nghèo hèn thì liệu rằng cô có dở những trò như vậy hay không? Anh nói cũng đúng. Nếu như anh còn nghèo hèn như ngày xưa, làm sao mà xứng với tôi được? Cô đúng là hết thuốc chữa rồi. Chủ tịch ơi, tôi cầu xin anh, xin anh bỏ qua tôi lần này, bởi vì là tất cả cái câu chuyện này từ đầu đến cuối là tôi bị cô ta dụ dỗ, chứ tôi không hề biết cái gì cả. Tôi xin anh. Thì ra lúc trước khi còn ở quê, cả anh và tôi đều quen với Bảo Linh. Nhưng mà thật khó hiểu đấy, tôi lại không nhớ ra được. Nhưng mà thôi, chuyện là ra chuyện đó. Ngày hôm nay ấy, anh em thông đồng với cô ta để bày trò hại vợ tôi. Thì không biết là ngày sau anh sẽ còn làm những điều gì nữa. Vậy nên từ bây giờ anh sẽ nghỉ việc đi, rời khỏi công ty của tôi và đừng bao giờ quay trở lại nữa. Chủ tịch ơi, tôi xin anh có thể giữ tôi ở lại được không? Tôi xin hứa, xin thề với anh là từ nay về sau tôi sẽ không bao giờ tôi làm mấy cái trò như anh nữa. Tôi xin anh. Anh à, hay là anh tha thứ cho cậu ấy một lần đi. Như lúc nãy anh cũng thấy rồi đấy, cậu ấy đã khuyên Bảo Linh là dừng lại những chuyện này và cũng đã cảm thấy ân hận bởi những việc cậu ta đã làm rồi. Thôi được rồi, tôi sẽ tạm thời tha cho anh. Cảm ơn chủ tịch, cảm ơn chị dâu ạ. Còn cô nữa, nhân lúc tôi còn chưa đổi ý
Thế mau đi đi. Nếu không, tôi sẽ giao cô lên công an đấy. Anh được lắm. Để tôi xem thử hai người hạnh phúc được bao lâu. Chủ tịch ơi, để tôi ra ngoài tôi gọi bảo vệ bảo người ta là từ nay về sau không bao giờ cho cô này được phép vào công ty mình nữa. Đi đi. Mọi chuyện đã ổn thỏa rồi, em yên tâm nhé. Thời gian qua em đã cảm thấy rất sợ. Là do anh chăm sóc cho em không chu toàn. Anh hứa từ nay về sau anh sẽ không để xảy ra chuyện như vậy nữa. Em sợ là sau này lại xuất hiện thêm một người cản trở con thuyền hôn nhân của chúng ta. Em có nhớ lời hứa của anh và em lúc anh cầu hôn em không? Mãi mãi yêu nhau, suốt đời không chia ly. Đấy, anh đã hứa với em như vậy rồi còn gì nữa. Em còn lo lắng gì hay sao? Này, bây giờ vợ chồng mình đi ăn sáng nhá. Em thích đi đâu để anh chở em đi. Dạ, được.